Chị đã xong chưa ạ? Dạ xong rồi chị. Chào Trang nhé. Chị xin phép là cho Trang ít phút nữa Trang thì chia sẻ với hàng Korea nhé. Ủa lại quay tiếp hả? Ok, xin em làm hả? Xin em làm phút thôi ạ. Vâng, chị mong tiếp luôn nha. Trước tiên chị xin phép là Trang cho một khách hàng được xem hình ảnh trước đây khi đến với thẩm mỹ Korea đã nhé. Vâng không ạ? Các bạn có thể thấy là lúc này thì Trang có tình trạng tăng sinh mỡ toàn thân, đặc biệt là vùng bụng ạ, bụng trên, bụng dưới, hai bên eo và vùng hông. Thực ra thì Trang có phần mông không nhỏ đâu ạ, nhưng vì vùng hông quá lớn nên hầu như không nhìn thấy cái phần mông của các bạn đâu ạ. Đó. Thì Trang có thể cho các vị khách hàng được biết là hiện tại sau liệu trình 2 tháng làm cái chất Tinipo thì em đã giảm được bao nhiêu kg không ạ? Hồi nãy em lên mấy cân ở đây xong thì em giảm được khoảng 14 cân với lại được khoảng 28 cm đấy. Chị nghĩ là con số đấy rất là tuyệt vời đúng không? Nói chung là nó ngoài suốt tưởng tượng của em, tại vì khi mà em đến đây em mong muốn là chỉ giảm được khoảng 7-8 kg là được rồi. Tại vì không nghĩ là nó giảm được nhiều đâu, em cũng không chưa tin tưởng lắm. Mình cũng nghĩ là ok nghe vậy thôi, chứ mình nghĩ là hy vọng 7-8 kg là được rồi. Vâng, con số giờ vượt ngoài mong đợi trong khi mình cũng chưa kết thúc liệu trình đúng rồi. Dạ, vậy thì khi em có sự thay đổi về chỉ số như vậy thì cuộc sống của em có thay đổi gì không ạ? Có thay đổi nhiều chứ. Dạ. Mình đi ra ngoài mình tự tin hơn nhiều, với lại là đồ của mình ấy, thì thay đổi hoàn toàn luôn. Trước đây khi mà mập một cái vòng 4 hôm mà đến đây ấy, là còn mặc một cái áo size lớn như thế này, tại vì em thường tất cả áo áo phông rộng rộng chùm chùm đúng không? Đấy ạ, để nó cảm giác nó thoải mái. Còn bây giờ là đổi hết rồi. Đợt trước là em giảm được khoảng, đợt đầu em giảm khoảng 10 kg, gần 10 kg ấy. Đấy. Là em đã mua một loạt rồi. Có gửi hình cho các bạn mà hướng dẫn tư vấn ấy. Mới khoe là mua một loạt nhưng bây giờ lại giảm xuống 14 kg ấy, cho nên là lại đang tâm tiêm một mớ nữa. Em mới đầu chắc là đến đây chỉ mong thôi giảm 1-2 size cũng tốt. Thì chị cảm giác là bây giờ đối với cơ thể của em chắc là mặc size bé nhất rồi đúng không ạ? Đúng rồi, size bé nhất là size. Thế trước đây khi mà em có tình trạng tăng cân như vậy thì mình có cái trở ngại trong sức khỏe cuộc sống của mình không em? Có chứ, chị cảm giác là mình như thế này là mình hàng ngày mà khi mà mình ngồi lên ngồi xuống mình bị mập là mình đã khó thở, mình nói chung là cái thao tác của mình nó chậm chạp rất là nhiều. Nên là nó có ảnh hưởng trong cuộc sống của mình chứ. Cái gì nó cũng chậm chạp, trì trệ hơn. Thế lúc đó thì có tự tin không ạ? Vì em là một cô gái chưa có gia đình đúng không ạ? Đúng rồi, rất là tự tin đấy. Mình đi ra ngoài mình đâu có sâu được cái gì đâu, mình cứ mặc mấy áo thùng thùng cho đi ra theo công việc thế thôi, chứ còn nói chung nó rất là tự tin ấy. Dạ. Thì em chỉ thì chia sẻ với những khách hàng quan tâm liệu trình giảm béo này được biết là mình đào thải như thế nào không ạ? Em nghe tư vấn thì nói là sau 1-2-3 ngày là bắt đầu đào thải rồi. Tuy nhiên là của em hơi lâu ấy, em thấy đâu đó khoảng bắt đầu ngày thứ 5 ấy, thứ 5 thứ 6 thì em phải từ cái lúc mà bắt đầu liệu trình là khi nào em cũng theo dõi cái đại tiện nôn nóng đúng không ạ? Theo dõi xem nó như thế nào thì em nhớ là khoảng ngày thứ 4 ngày thứ 5 gì đấy thì bắt đầu mới có, thì bắt đầu mới thấy nó cứ đào thải những cái váng và nó có màu giống như là màu sốt cà chua vậy đó. Bắt đầu đào thải. Lúc đó mình cảm giác mình thế nào? Có thấy nhẹ hơn, cơ thể khác biệt không ạ? Không, lúc rồi mình đang hóng ấy, thế là mình thấy bắt đầu mình cứ theo dõi và mình thấy tất nhiên là nó đi ra thì mình sẽ nhẹ nhàng hơn rồi. Vậy thì bây giờ em còn đào thải không ạ? Còn chị ạ, vẫn còn, từ lúc đó giờ vẫn còn. Dạ vâng ạ. Vậy thì em thấy là khi mà em có thay đổi như vậy thì cuộc sống của em ngoài cái size quần áo, tủ quần áo thay đổi hết rồi thì cuộc sống của mình có thay đổi gì không ạ? Nói chung là quan trọng nhất vẫn là cái tâm lý của mình, đi ra ngoài mình tự tin hơn. Cái trước đây là em nói chung là em cũng đã tìm hiểu về liệu trình giảm béo rồi, xong đấy khi cũng chưa có tâm đâu, chỉ có một hôm là em gặp bạn em nó mặc một đầm size S rất là đẹp màu đỏ, thì em mới chỉ mở miệng khen nó thôi, đẹp nhưng mà không có sai với mày đâu. Cái đó là cô tổn thương lắm đấy. Đúng rồi, thế là có tâm bây giờ nói là bây giờ tao giảm được thì sao, mày mua cho tao cái đầm này nhé. Thế là bắt đầu nó cũng ok luôn. Thế là hôm qua mới gặp xong rồi kiểu đi mua luôn. Tức là bạn đã chót và hứa rồi, bây giờ đúng không rồi. Ngờ là em có thể đạt được kết quả tốt như vậy để không phải tặng mình được không ạ? Đúng rồi, tại vì nó cũng là một đứa mà mong muốn em giảm ký, cho nên là nó cũng rất happy khi mà mua cho mình. Vâng ạ. Thế thì bây giờ khi mà em đã hoàn thành gọi là rất là xuất sắc cái liệu trình của mình thì em có còn quan tâm đến những ca quay livestream thế này của thẩm mỹ viện Korea không ạ? Nói chung là trước đây thì em chủ yếu là để ý rất là nhiều, tại vì trước khi em làm là em để ý không những Korea mà rất là nhiều trung tâm nữa. Luôn luôn xem nếu fit toàn hiển thị những cái trang mà giảm béo. Đúng rồi. Bây giờ không. Bây giờ quần áo thôi à. Thế thì chứng tỏ là bây giờ tốn tiền hơn ngày xưa đấy. Vừa đấy là không được trách viện thẩm mỹ Korea đâu nhé. Đúng rồi. Không sao, tốn rồi mình vui là được, chứ trước đây muốn tốn cũng không được. Đúng rồi, bây giờ mình có thể thay rất nhiều style quần áo khác nhau này, và hình ảnh của mình đẹp hơn rất nhiều đúng không? Thì để chia sẻ với những vị khách hàng đặc biệt ở tầng lớp của mình là những bạn mà còn trẻ chưa có gia đình và có thân hình quá khổ, thì em có muốn chia sẻ gì không ạ? Nói chung là nhanh chóng lấy lại cái vẻ đẹp của mình càng sớm càng tốt. Như em là quá trễ rồi, thật sự luôn. Cái thời gian nó không quá nhiều để cho mình chờ đợi. Nên gọi là tuổi xuân có giới hạn thôi các bạn. Nên là cứ nếu mà có khả năng là mình phải để ý đến ngoại hình của mình trước
tiên đấy. Đúng không? Vì đó là cái lựa chọn. Như em là em thấy hơi hơi trễ rồi đó. Không, chị thấy là em rất là khác rất nhiều. Bởi vì khi mà mình gầy hơn này, mình tự tin hơn, em trẻ đẹp hơn hẳn nữa. Không, chị nghĩ đấy cũng là một cái hiệu quả mà thẩm mỹ cô đơn những người như chị hoàn thành cho em cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Đúng không ạ? Bây giờ quý vị khách hàng, những người mà có quan tâm liệu trình giảm béo có thể để lại những thông tin của mình để các chuyên gia tư vấn của viện thẩm mỹ Korea có thể tư vấn chính xác cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.